Cho anh nắm tay em để khỏi lạc đường em nhé. This way, this way, this way, this way. Lối này vào tim anh đây. This way, this way, this way, this way. Lối này vào tim anh này. Và anh Khắc Hưng này, đây có phải là lần đầu tiên mà anh trực tiếp nghe một câu chuyện tình yêu được kể lại mà anh đã viết nên một bài hát hay chưa? Hay là trước giờ thì đã có tiền lệ cho việc này chưa ạ? Mình không những là được nghe kể, mình còn đã từng sống trong những cái tình yêu thế, cho nên là không có gì cả. Nói chung là năm nay cũng, tôi năm nay 28 tuổi rồi. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà chưa phải, đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này. Nhưng mà dù sao thì cái việc mà những cái cảm xúc như thế này, Hưng nghĩ là nó rất là hiếm bây giờ, bởi vì rằng là cái việc gặp nhau xong rồi là chót thích nhau từ cái khoảnh khắc đầu tiên ấy, Hưng nghĩ là hiếm lắm. Đấy là đối với Hưng, tại vì chắc là Hưng là một người hơi khó yêu. Yêu ai thì mình phải rất là mất thời gian, và mình cũng là một người khó tính nữa. Cứ như kiểu mình đang hin cho các bạn nhỉ. Không phải ý thế đâu nhá Hưng. Nhưng mà dù sao thì khi mà chứng kiến được cái câu chuyện này, Hưng nghĩ là mình bắt buộc phải làm một cái gì đó mà nó phải đúng với lại con người Cara nữa cơ. Bởi vì làm Cara không phải là một cái người con gái mà e ngại, rụt rè, hay là một người con gái quá đó, và biết thắng. Hưng nghĩ là cái đấy là một cái nó rất là hay, bởi vì bây giờ là con trai hay con gái thì vẫn có quyền chủ động như nhau cả. Và nếu mà một người con trai mình không chủ động thì con gái bật đèn xanh cũng là một cái gì đấy động viên cho các bạn thôi. Ví dụ như là anh Khắc Hưng chẳng hạn, anh đã từng bao giờ được một người con gái chủ động tỏ tình hay chưa? Rồi. Được rồi. Wow, lúc đó anh cảm thấy như thế nào? Cũng bình thường thôi. Mình chết rồi. Cho em một câu trả lời mệt mỏi ớt thế nào? Thật à? Nhưng mà thật ra bởi vì Hưng từ trước đến giờ chắc là tư tưởng thì cũng rất là thoáng, nên là thấy cái chuyện mà con trai con gái trước thì nó cũng như thế thôi ấy. Như nhau chứ là anh không có cảm giác con Hưng là như vậy. Có nghĩa là anh có bị bất ngờ không? Tất nhiên là bất ngờ rồi, có nghĩa là tại vì cái người đấy mình không nghĩ là thích mình thì hóa ra lại thích mình. Vậy là bất ngờ cái phần đó thôi, chứ không phải bất ngờ. Rồi có đáp lại tình cảm của người ta không ạ? Tất nhiên là không rồi. Ui, sao ngượng như thế? Đau, ai nhận thế nhỉ? Bỏ qua đi. Và mọi người nếu mà thêm ca khúc này thì sẽ thấy Noway cũng được góp giọng một chút xíu đó. Thì không biết là Noway có phải hối lộ anh gì để mà được góp giọng trong ca khúc này không? Có một bạn khán giả hỏi như vậy. Ôi giời, thay thường chú bé. Có nghĩa là lúc đầu là như thế này. Nói thật sự là Hưng không định là có Noway bên trong, bởi vì là bài này thì cứ sáng tác cho Cara thôi ấy, còn Noway sẽ làm MV thôi. Nhờ hôm đấy thì là Cara cũng bảo là hay là cho Noway góp giọng một câu đi cho vui. Đấy, thế là bảo cái câu mà I say mel you say ỏ, thế là cho Noway ỏ. Xong rồi là có nghĩa là hai ông bà đến từ 4 giờ chiều đấy, xoay đến khoảng 7 giờ thu âm xong. Thế là bảo rồi Cara xong rồi đấy, bây giờ Noway và thu đem. Bảo em thu cái gì đây anh? Bảo em hôm nay em không biết em đến thu gì. Noway cũng ngơ ngác luôn. Bảo bây giờ em thu cho anh cái câu ỏ. Rồi làm xong rồi bảo em thu xong rồi anh ạ. Bảo giờ em về đi. Cái câu đó có phải thu lại nhiều không anh? Thu lại 2 lần đấy. Hai lần. Mà đợi từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối để thu một từ đấy. Đó, đúng một từ. Sao mà tàn nhẫn với chú bé vậy? Bắt chú bé đợi mất cáp. Bây giờ bắt chú bé là phải đợi là thu âm nữa. Thế cho nên là Hưng mới bảo là thôi bây giờ anh chế ra một cái câu là thôi cho thêm một câu nữa đó. Cho một câu ở đoạn cuối ấy là lối nào đấy. Em ơi lối nào đấy. Đấy, thế là cho thêm một câu để vào. Quả là dễ thương. Cái khúc đó là cái khúc mà đánh rơi cái mắt kiến đúng không? Xong rồi Cara nhặt được đúng không? Em ơi lối nào, hình như phải mò đường á. Dạ là lúc đó là ngồi ở hồ bơi, cảnh đó trong MV là sẽ là ngồi ở hồ bơi. Xong rồi em ghé tay vào em nói nhỏ là anh ơi lối này. Thì bạn mới bảo em ơi lối nào đấy. Xong bạn búng cái bạn biến mất tiêu luôn. Biến mất tiêu luôn. Xong cảnh sau chuyển qua cảnh giật với một cô gái khác chứ giành giật. Và không biết là anh Khắc Hưng cảm thấy như thế nào về sự, phần thể hiện của Cara đối với ca khúc này? Bây giờ là một lời nói chân thành. Chắc chắn là rất là hài lòng, bởi vì cái ca khúc này là Hưng đo ni đóng giày cho giọng của Cara mà. Thực ra đây là lần đầu tiên sáng tác Nhưng trước đấy thì là Hưng cũng đã xem Cara biểu diễn live rất là nhiều, cũng là đến và cũng biết được cái giọng thật của bạn ấy như thế nào khi mà ra khỏi phòng thu. Và Hưng nghĩ rằng là những cái việc đấy nó phải được thể hiện trong cái tác phẩm của mình. Thế cho nên cái phần này các bạn có thể để ý là cái phần đầu làm chỉ nguyên giọng Cara cùng với lại guitar. Và Hưng mix nó rất là khô, nó rất là ít cái phần vang để cho là mọi người có thể nghe được giọng Cara nhiều nhất. Bởi vì những cái sản phẩm trước thì làm Hưng thấy giọng Cara hòa vào cùng với nhạc rất là ăn với nhau, nhưng mà riêng bài này Hưng muốn làm một cái gì đó mà để thể hiện được cái sự thủ thỉ rõ ràng hơn. Và với lại một người con gái đang yêu thì Hưng nghĩ là cái việc nên đấy nó nên yêu anh đấy. Huyền cũng muốn nghe cái thủ thỉ đó quá, không biết là bây giờ Cara có thể hát lại một chút cái phần đầu của ca khúc này cho các bạn khán giả cũng có thể nghe được giọng thật của Cara hát live ở đây ngày hôm nay không? Một chút xíu đoạn đầu ạ. Lần đầu tiên gặp nhau, nhìn nhau hơi bị lâu, bạn nhìn đôi mắt của câu, bạn nhịp tim hơi bị đau. Từ lâu không gặp ai, bạn gặp được anh đẹp trai, biết ngay mà mê chữ E kéo dài. Thật chẳng biết từ đâu, hai cục 500 gặp nhau, một điều gì rất đậm sâu, buộc chặt hai ta vào nhau. Chỉ cần người nói một câu, vậy là xong luôn. Oh no, em chót yêu rồi. Trời ơi, dễ thương. Mọi người biết cái Huyền mê nhất cái chỗ nào lại gặp được anh đẹp trai. Lại đẹp trai, ôi biết ngay mà. Hát cái khúc này là có thể tưởng tượng được ra cái anh đó, anh đẹp trai như thế nào luôn đó mọi người. Đẹp trai mà từ giọng Nam qua giọng Bắc luôn đấy ạ. Đẹp trai. Phải nói là Huyền rất là thích Cara ở một đoạn là Cara thể hiện được cái cảm xúc và rất là rõ ràng, cái cá tính của mình rất là rõ ràng trong cả những cái lời hát, trong giọng điệu và cả là phần diễn xuất ở trên TikTok nó rất là nổi tiếng với cái là Saipan như là Meika Lùi như này. Nói lại cái đoạn này được không? Em không nhớ được, em không hiểu tại sao lúc đó em có thể quay đúng một lần duy nhất. Đúng một lần duy nhất giống như là vòng em đâu cũng thấy lan hay sao á, tự nghe một lần xong là nhớ được, xong nhép lại y chang như vậy. Nhưng mà nói không thì lại nói không nói được. Không Saipan hello you này. Và ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều fan của anh Khắc Hưng đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Và mọi người cũng biết là anh Khắc Hưng cũng là nổi tiếng với những bản cover bằng chính cái giọng của mình. Thì không biết là ca khúc This Way này nếu mà được thể hiện bởi chính nhạc sĩ và một giọng nam thì nó sẽ khác biệt như thế nào. Thì anh có thể chọn một cái đoạn nào mà anh tâm đắc nhất trong ca khúc này và thể hiện lại ở đây ngày hôm nay được không ạ? Thế chắc là mình sẽ hát thử lại điệp khúc nhỉ? Dạ. Tại vì bây giờ tự nhiên lại gặp được anh đẹp trai thì nó mới sai đúng không? Ok. Mà khoan, mọi người đang hỏi là tại sao mặt Cara đỏ lên kìa. Cho em một cái zoom được không ạ? Zoom cận mặt em với ạ. Mọi người chắc là do má hồng mọi người ạ, chỉ là má hồng thôi ạ. Hay là nhắc ngại ngùng. Nhắc tới dai nè, nọ tự nhiên má đỏ lên. Và rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại thể hiện của nhạc sĩ sáng tác ra chính ca khúc này. Ok, 2, 3. Sao em cứ đi loanh quanh, sao em cứ vẫn vương ở trong đầu anh mãi thế, hình như em chót quên lối về. Cho anh nắm tay em để khỏi lạc đường em nhé. This way, this way, this way, this way, lối này vào tim anh đây. This way, this way, this way, this way, lối này vào tim anh này. Đây, lối này vào tim của Khắc Hưng nha mọi người. Hay quá. Và các bạn khán giả, các bạn nghĩ sao về phần hát vừa rồi của nhạc sĩ Khắc Hưng? Đây mình sẽ cùng đọc comment nha. Bạn Kim Sơn nói là 1 triệu view rồi ạ. Bạn Misa thì bảo là yêu anh Hưng ghê. Yêu anh Hưng ghê. Cảm ơn em. Có một bạn Phương Đào, bạn hỏi là tên bài hát là do anh Hưng đặt hay là do Cara đặt? Cái này buồn cười này. Có nghĩa là như này, Hưng thì không tham gia cái hội cua cá. Cano à? Cano. Đấy, mà là Hưng có nghĩa là chỉ biết qua, tại vì mình gặp mặt thì là mình được nhìn thấy, mình được chứng kiến thôi, chứ không có tham gia những cái gì trên mạng xã hội cả. Nhưng mà Hưng thấy nó rất là hay, bởi vì là khi mà Hưng đặt cái tựa This Way ấy, Hưng chỉ nghĩ đơn giản là bởi vì là Noway thì Cara kiểu Noway là không tìm thấy đường, thì là Cara phải chỉ là This Way là đường đây. Thì là hóa ra là trên mạng các bạn cũng đã trùng hợp là đặt cái nickname cho em như vậy rồi. Đó, Thế cho nên là Hưng không hề biết việc đấy, và khi mà sáng tác bài này ra tên là This Way và trùng luôn với lại các bạn luôn. Một thứ cứ như là định mệnh vậy đó mọi người. Sắp đọc sẵn luôn đó. Rồi, vậy là duyên tiền định phải không mọi người? Là duyên tiền định là Noway, để là This Way, là lối này là có em nè mọi người. Thế cho nên có cái câu là cuộc đời đâu dễ tìm nhau, mình gặp được nhau là duyên ở trong bài đó. Đó, và các khán giả thì cũng đã nói là MV bây giờ là đã hơn 1 triệu view rồi. Thì Cara không biết là có cái hành động nào có thể thả thính và đáp lại tình cảm của khán giả được không? Hoặc là nói một lời cảm ơn nào đến với tất cả các bạn khán giả đã ủng hộ cho Cara trong suốt những giờ vừa qua. Thật sự sẵn nhân đây khi ở trên livestream này, nếu được hỏi đến cảm nhận của mình khi mà nhận được sự ủng hộ của mọi người cho sản phẩm lần này thì mình phải nói một điều là ngay hôm mà MV vừa phát sóng thì ôi mình ngồi mình khóc tu tu cơ. Ngồi mình khóc tu tu luôn. Tại vì em cảm giác là đã lâu lắm rồi em mới được có một cái cảm giác mà khi mình nhận được quá nhiều sự yêu thương của mọi người như vậy. Khi mà mọi người cũng chỉ biết đến mình và yêu mến mình một thời gian cũng chưa có gọi là quá dài. Nhưng mọi người rất nhiệt tình với mình luôn. Hôm đó Cara còn nhớ là mọi người thức, các bạn fan thức với mình đến cả 2, 3, 4 giờ sáng. Mọi người vẫn đang xem. Tại vì em cứ không ngủ được, em cứ kéo comment như thế này thì em đọc ôi vẫn có bạn đang ngồi xem cài view cho mình cơ. Thì thật sự đó đây thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Tình cảm của mọi người đã làm cho Cara có thêm rất nhiều động lực và mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Yeah, cảm ơn tất cả những tình cảm của mọi người đã dành cho Cara, cho ca khúc này và cho nhạc sĩ Khắc Hưng.